Một câu hỏi nó làm phá tan cả buổi fan meeting nghiêm túc ngày hôm nay. Rồi ơi, thế con nghĩ mẹ con là ai trong cái showbiz này? Ông Miu có khả năng sinh sản à? Sát xa ông Miu à? Trời ơi, Miu chỉ được có lỗ chân lông to, không được gì to hết. Hết hùng lỗ chân lông. Con muốn ai làm mẹ con? Bây giờ con muốn ai làm mẹ con là người đó sẽ làm mẹ con ngay. Thôi con giữ trong lòng đi, tối nay nhắn tin cho chú nha. Ok. Thôi đi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ kết thúc phần question and answer lần này. Oh, yes. Rồi, Isaac xin để dành lại nha, đừng có ép tôi. Ok. Có, thì Isaac, thực ra Isaac không, xin lỗi mọi người là hồi xưa lúc mà Isaac, lúc mới trên Facebook á, thì Isaac rất là hay đọc comments và tin nhắn của fans. Nhưng mà thực ra mà nói là có một cái chuyện mà khi mà mình càng gọi là thành công hơn á, thì mình sẽ bắt đầu sẽ có những cái luồng trái chiều hơn và anti-fan nhiều hơn. Thì đó lý do vì sao mà dạo vừa đây Isaac ít đọc lại. Sorry mọi người, xin lỗi mọi người những ai mà hay gửi tin nhắn cũng như là comment cho Isaac. Bởi vì thế nào mình đọc cũng sẽ có một vài những cái comment mà làm cho mình buồn. Thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng không có tốt tới cái tinh thần cũng như là cảm xúc của mình khi mình làm nghề. Cho nên là Isaac thường không để ý những vấn đề đó. Quan trọng là sau khi xong một cái sản phẩm á, Isaac sẽ ít khi nhìn lại lắm. Bởi vì Isaac đã cố hết mình rồi, Isaac gần như là mất ăn mất ngủ để mình lo cho sản phẩm đó. Và một khi mà nó làm xong cái sản phẩm đó rồi, tung ra giới thiệu với khán giả rồi, mình bước qua một bên và mình xem nó giống như là một cái món quà mình dành tặng cho riêng bản thân mình, và sau đó mình tiếp tục với bộ dáng tiếp theo. Thì vừa xong cái này, Isaac đang bắt tay một sản phẩm mới và sẽ ra mắt với các bạn sớm hơn. Đó, thấy thật niềm cứng chưa? Hay quá sao này. Giặc nhớ không Giặc? Giác nhớ là mới đo đồ gần đây thì là ngực là 95. Đích hơi bị lép một chút. Mong hình như là gì ạ? 100. Là như gái một con. Đừng nhầm con nghe con số lần trước tôi nói ngoài fan meeting Hà Nội là tôi bị ra đó. Chứ nghĩ sao mà mong tôi được tới 100 như vậy? Tin bơm hả? Bớt ca lợi dụng hoài. Không, đo một cái nghiệp. Bây giờ số đo thật là ngực là như là 95. Ừ. 95. Eo là... Em hình như không nhớ rồi. Em không nhớ rồi. Cho đại mão một số đi. 8 mấy. 85 đi. 8 mấy, 8 mấy. 95, 85 cho dễ nhớ mong, nè. Hơi lép thì mong... Là 15 nè. Cái gì bà nội? Nhầm lộn. Mong hình như 92. 92. Rồi. 95. Sao cô? À, nói chung là chuẩn nghe. Cảm ơn cô. Yeah, 95, 85, 92. Bữa nay là 20 với 11. Đủ 5 số, chiều nay sổ 92 tỷ. À. Số gì em? Số gì? Em chọn số đi. 6 số luôn hả? Giờ số đôi dòng nào nữa? Dạ. Tự nghĩ đi. Chúng ta phải ra sắc toàn là người không bình thường. Một chàng pháo tay dành cho phê ra sắc đúng không ạ? Rồi, thêm một câu thôi nha, một câu cuối cùng luôn. Một bài gửi một câu cuối cùng nữa. Rồi, sắc mời Hoài Đất. Hoài Đất bơi chọn nha. Nhưng mà thế này, mọi người có một số ý kiến cho rằng là Isaac khi mà thực hiện Get Down á, là một bước đi sai lầm. Bởi vì Isaac đúng ra là nên gắn với hình ảnh Mr. Right và nên tập trung vào hình ảnh đó. Nhưng mà Isaac thì chưa bao giờ nghĩ mình làm một cái gì đó là để mình chứng tỏ một cái gì cả. Mà điều tất cả những gì mà Isaac làm á, là bởi vì fan của Isaac. Isaac biết là Isaac không có muốn các bạn ăn hoài một cái món ăn, một cái hình ảnh mà để các bạn nhàm chán. Cho nên lý do vì sao mà Isaac làm Get Down là bởi vì Isaac muốn các bạn khi xem Isaac các bạn không bị chán. Và Isaac biết là các bạn yêu Isaac mà, cho nên là Isaac làm cái gì các bạn cũng thích. Nhưng mà Isaac không nghĩ như vậy, Isaac có cái trách nhiệm để cho mọi người được thưởng thức những cái sản phẩm tuyệt vời hơn nữa, mới lạ hơn nữa. Tại vì mọi người chính là cái động lực mà tại sao Isaac lúc nào cũng phải cố gắng để làm tốt hơn, làm nhiều hơn để cho mọi người. Và chắc chắn rằng là trong những thời gian sắp tới Isaac sẽ tung ra nhiều sản phẩm hơn. Và tin rằng là tên Isaac đi lại nó sẽ không làm mọi người thất vọng. Cảm ơn Isaac rất nhiều. Và những bạn video đang có hỏi, chúng tôi sẽ chuyển quà đến tận nhà cho các bạn. Các bạn cứ chờ đó nha. Và rõ ràng với...